Ngày 15 tháng 9, Chùa Châu An, phường Vĩnh Nguơn phối hợp thành đoàn Châu Đốc, đoàn thanh niên phường Vĩnh Nguơn tổ chức chương trình Trung thu yêu thương cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn. Dịp này, Chùa Châu An cùng với nhóm san sẻ yêu thương thành phố Châu Đốc trao tặng 380 phần quà cho các em thiếu nhi, mỗi phần gồm bánh trung thu, lồng đèn, sữa, và tập. Qua đó, nhằm động viên giúp các em thiếu nhi khó khăn cố gắng học tập, vươn lên trong cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội.